Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với phiên giao dịch của chúng ta, phiên giao dịch ngày 22 tháng 9. Ngày hôm nay thì thị trường đã có một phiên khá là tốt khi thị trường tăng 4 điểm và cái mức tăng được tạo ra lúc cuối phiên. Vâng, thì từ khi cái hệ thống giao dịch T2.5 được đưa vào áp dụng thì những cái giao dịch của chúng ta thường nó chỉ xuất hiện nhiều vào cuối phiên kể cả giao dịch bán cũng như là giao dịch mua Vâng, à, về mặt bằng chung thanh khoản thì ngày hôm nay thanh khoản cũng đã tăng khá là tốt so với phiên ngày hôm qua. À, dường như là các anh chị cũng đã cởi bỏ được cái tâm lý của mình sau cái kỳ họp fed khi mà fed chỉ tăng 0,75% lãi suất à, đúng với các chuyên gia dự định và trước trước đây chúng ta cũng đã dự định là 80% fed cũng sẽ chỉ tăng 75 điểm phần trăm tương ứng với 0,75% lãi suất thì lạm phát Mỹ hiện tại nó đang ở mức 2,5% cộng với 0,75% vừa mới tăng thì nó ở mức trên 3% một chút. Thì năm 2023 thì cũng Mỹ cũng sẽ uh, uh, quyết định là Fed uh, sẽ tăng lãi suất dần dần cho đến khoảng tầm hơn 4%, cụ thể là 4,6% để kiềm chế lạm phát một cách từ từ. Và những cái động thái cứng rắn của ngân hàng trung ương Mỹ cũng sẽ tiếp tục được diễn ra và kỳ họp tiếp theo nó sẽ diễn ra vào tháng 11 thì anh chị uh, lưu ý nhá đấy là một số thông tin bên lề thông tin đến chị và ok thì ngày hôm nay nếu mà nhìn vào thị trường chúng ta có thể thấy thị trường đã tạo ra được một cái mô hình hai đáy nhỏ cái đáy đầu tiên xuất hiện vào ngày 19 tháng 9 và ngày hôm nay thì thị trường cũng đã xác nhận tạo cái đáy nhỏ thứ hai là ngày 22 tháng 9 với cái thanh khoản cao hơn hai ngày hôm trước đó thì uh, chúng ta có thể nhìn thấy cái giai đoạn trước đây của thị trường Và chúng ta lấy một cái ví dụ để so sánh khi mà thị trường cũng đã tạo đáy V kép rồi có một cái phiên hồi phục. Đấy thì um, chúng ta hiện tại thị trường đang ở cái giai đoạn này, giai đoạn ngày 21 và 22 tháng 6. Đấy thì anh chị có thể thấy là sau cái nhịp tạo cái đáy nhỏ, hai cái đáy nhỏ này thì thị trường cũng sẽ hồi phục khoảng tầm 4 đến 5 phiên và sau đó thị trường cũng sẽ vòng ngược trở lại để test thêm một lần nữa cái vùng 1160 này. Đó, thì đấy là những cái gì xảy ra trong quá khứ, còn hiện tại thị trường của ta uh, có một cái căn cứ, đó là cái gáp vùng 1190 đến 1198 khoảng tầm 8 điểm thì rất có thể thị trường của ta sau những cái phiên hồi phục tiếp theo nó cũng sẽ quay về lớp cái gáp đấy. Thì anh chị uh, lưu ý nhá. Và cái điểm mua của chúng ta đề ra là điểm mua thứ nhất là vào ngày 19 tháng 9, còn điểm mua thứ hai là vào ngày 20 tháng 9. Còn ngoài hai cái ngày này ra thì cái cơ hội mua của chúng ta sẽ còn rất là ít cũng như là cái cái hành động mua của chúng ta lúc này sẽ rất là rủi ro. Đó, và cái dòng tiền hôm nay nó hầu như nó lan tỏa đến khá là nhiều nhóm ngành. À, số mã tăng là 254 mã và số mã giảm là 204 mã và cũng khá là ngang bằng với nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy nhóm ngành chứng khoán dẫn đầu là cổ phiếu HCM có dòng tiền vào khá là tốt khi cái cổ phiếu này nó đã tạo cái mô hình hai đáy rõ ràng trước thị trường. Đấy anh chị có thể thấy đây là đáy thứ nhất và đây là đáy thứ hai. Ngày hôm nay dòng tiền vào khá tốt, đóng cửa với với một cái cây nến Marubozu rất là đẹp. Đó, à, và cái vùng cản của HCM hiện tại đó là cái vùng trên này, cái vùng giá tầm 27 28 và hiện tại uh, cổ phiếu của chúng ta đã lên đến giá 27.2 rồi thì liệu còn cơ hội mua cho HCM nữa không? Thì HCM sẽ uh, hiện tại sẽ không còn điểm mua đẹp anh chị nhá Nếu mua chúng ta phải mua vào cái phiên sáng nay cơ Khi mà HCM nó đang ở cái vùng giá 25 này Đấy thì mới là an toàn cũng như là cái thời gian hàng về nó cũng sẽ tối ưu hơn là anh chị mua vào ngày mai đấy có chăng là ngày mai nó cũng sẽ tất lại một chút nhưng mà cái pha tết lại đấy nếu mà chúng ta mua vào thì cái cái thời gian hàng về nó sẽ bị hơi một hơi chậm một chút thứ nhất là cổ phiếu lên cản thứ hai là thứ bảy chủ nhật tuần này uh, thị trường chúng ta giống như những thứ bảy trước là sẽ không giao dịch vậy nên là khi thị trường không giao dịch thì những cái tin bơm thổi chẳng may mà chúng ta sẽ gặp phải cái tin xấu thì nó sẽ không tốt cho cái cổ phiếu cũng như là thị trường của chúng ta vậy nên là cái phiên ngày mai là phiên thứ sáu cũng là cái phiên đóng liên tuần cái việc mua nó rất là rủi ro vậy nên anh chị không nên tham gia những cổ phiếu này nhá đấy đã hết để mua rồi thì nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta còn cổ phiếu VND nữa VND thì ngày hôm nay nó cũng là cổ phiếu tăng hồi theo nhóm ngành anh chị nhá. Tuy cái thanh khoản của nó không được lớn lắm nhưng cũng lớn hơn cái phiên ngày hôm qua. Thì uh, những cái cổ phiếu này thường uh, là những cổ phiếu tăng từ uh, đáy lên, vậy nên là nó sẽ ở trên nó sẽ còn rất nhiều những cái vùng cản. Vậy nên là chúng ta sẽ không ưu tiên. Đấy nếu nếu anh chị nào mà hôm, hôm nay chúng ta mua được HCM thì uh, rất là chúc mừng anh chị. Đấy, ngoài ra thì có cổ phiếu SHS cũng như là cổ phiếu SHI đúng không ạ? Thì là những cổ phiếu cũng tăng từ đáy trở lên và một có, có một cái sự hồi phục. SHI thì nó khá nặng, đúng không ạ? Khá nặng và nó không khỏe như là HCM. HCM thì ở cái nhịp tăng trước của thị trường nó cũng là cái cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm ngành. Đấy, dẫn đầu trong nhóm ngành và nó cũng là cổ phiếu tạo đáy trước thị trường. Vậy nên là bây giờ để nó hồi phục nhanh nhất thì là một cái điều chúng ta không có gì là bất ngờ, đúng không ạ? ngoài HCM ra thì có VCI là cái cổ phiếu mà nó giữ được cái sức mạnh rất là tốt khi mà thị trường điều chỉnh nhưng cuối cùng cổ phiếu này nó cũng điều chỉnh vào ba phiên ngày 15, 16 và 17, à, 15, 16, 17 thì ngày hôm nay nó cũng đã tạo một cái phiên um, hồi rất là tốt với cái thanh khoản vào lớn thì uh, ngoài HCM ra thì uh, chúng ta không không còn cổ phiếu nào chúng ta có thể tham gia nữa anh chị nhá mà HCM mua cái phiên test ngày mai thì cũng khá là nguy hiểm vậy nên là đối với dòng chứng khoán cái chiến lược hiện tại là chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát đúng không ạ và ngoài dòng chứng khoán ra thì một cái dòng nó khá là tốt trong gần một tuần nay đó là dòng đầu tư công đúng không ạ đầu tư công chúng ta sẽ kể đến đầu tiên là cổ phiếu VCG là cái cổ phiếu đi đầu trong nhóm ngành đầu tư công đấy thì nó đã có cái nhịp tăng bắt đầu từ ngày 14 13 14 tháng 9 và hiện tại nó vẫn đang giữ được đà tăng sau khi nó test lại hai phiên cùng với cái nhịp giảm của thị trường. Đấy, à, những cái cổ phiếu này hầu như là nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thị trường. Khi mà thị trường giảm thì nó tăng, đúng không ạ? Khi mà thị trường giảm thì nó tăng mà à, nó cũng đã có cái dấu hiệu tạo đáy trước thị trường ở những cái vùng ngày 25 cũng như là 26 tháng 8, đầu tháng 9 thì à, đây là cái cổ phiếu chúng ta à, tất nhiên là sẽ không còn điểm mua. Đấy, thứ nhất là cái cản của cổ phiếu VCG này nó cũng sẽ nằm ở cái vùng giá 26 đến 27 và hiện tại cổ phiếu này nó đã lên đến cái vùng hơn 25 rồi. Chúng ta sẽ không có điểm mua. Có chăng thì anh chị có thể một tham khảo cổ phiếu C4G nhé C4G thì là một cái cổ phiếu cũng thuộc cái dòng đầu tư công và nó cũng đã có ba cái phiên test lại có một và có những cái cây nến rút chân rất đẹp nằm bám trên đường M20 và hiện tại ngày hôm nay nó chỉ hồi phục mới hồi phục một phiên mà thôi, từ đường 20 trở lên mà thôi. Vậy nên là chúng ta vẫn còn điểm tham gia vào cổ phiếu C4G nhé. Và đặc biệt là cổ phiếu này nó tăng khá là chậm và nó chưa có nhịp bứt thoát. Vì anh chị thì có thể thấy là những cái cây nến nó tạo ra đều có dâu ở trên. Chứng tỏ cái lượng cung ở phần trên nó còn rất là nhiều. Và C4G cũng sẽ phải mất thời gian để xử lý cái vùng cản trên này. Đó là vùng cản, uh, vùng giá là 10, uh, 14 đến 15. Đấy nên là cổ phiếu này hoàn toàn chúng ta có thể mua và nắm giữ được trong cổ phiếu trong cái ngành đầu tư công anh chị nhá tiếp theo là cổ phiếu FCN FCN thì ngày hôm nay FCN đã lên đến cản và đang có cái động tác đó là xử lý cản ngày hôm nay thì tuy thanh khoản của FCN nó không được bằng hôm qua nhưng mà nó cũng tạo ra một cái nến khá là đẹp cây nến này chứng tỏ là cái lượng người bán rất là ít Đấy, cái lượng người bán ít và chủ yếu là cái lượng cầu của chúng ta tham gia rất tốt vào cuối phiên thì cả ngày thì những cái con cổ phiếu đầu tư công như FCN, VCG cũng như là LCG nó đều tạo ra những cái cây nến có dâu nhưng mà cuối phiên đều đóng cửa rất là đẹp Đấy, anh chị có thể thấy lcg đúng không ạ lcg ngày hôm nay cũng tăng rất là tốt Đấy, và tiếp theo vùng cản của lcg nó là cái vùng giá 12 và hiện tại nó đang ở vùng giá 11 thì anh chị có thể đợi lên vùng giá 12 chúng ta chốt bớt sau đó thì nếu mà nó đánh dứt khoát khỏi cái vùng giá 12 thì chúng ta có thể tham gia và FCN cũng như là LCG thì bên em cũng đã cho mua từ khá sớm Mua từ những cái cây ngày 19 đúng không ạ? Thì hôm nay hàng T3 T4 về đều có lợi nhuận và nó rơi vào đâu đó nếu cái cổ phiếu LCG này em không nhầm là bên em mua từ cái vùng giá 10.6 hiện tại là 11.8 nó rơi vào khoảng tầm 10% rồi. Đấy. Thì anh chị nào mà chúng ta muốn có những cái điểm mua sớm nhất thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại Zalo dưới màn hình thì em có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất về điểm mua điểm bán cổ phiếu cũng như là những cái nhóm ngành nào mà chúng ta có thể tham gia trong cái quá trình hồi phục của thị trường anh chị nhá và cái giai đoạn này là cái giai đoạn thị trường vẫn nằm trong cái xu hướng dow chen và chỉ là những cái pha uh, tăng lên đến cản rồi bị đạp ngược trở lại uh, sideways down đúng không ạ sideways down và gom hàng của tổ chức thì uh, cái giai đoạn này giờ là cái giai đoạn đánh khá là khoai bởi vì chúng chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái dòng nào nó có đủ sức để dẫn dắt index đi lên cả mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái dòng tiền nó xoay tua qua các nhóm ngành mà thôi đó ok thì hai cái nhóm ngành đầu tư công cũng như là nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay có cái dòng tiền tham gia vào khá tốt ngoài ra thì nhóm ngành thép chúng ta có cổ phiếu nkg đó nó cổ phiếu nam kim là một cổ phiếu rất là mạnh của dòng thép trong cái thời điểm hai một hai tuần trở lại đây khi mà nó tạo cái mức tăng rất là tốt hoa sen chưa là gì đúng không hoa sen chưa là gì ngày hôm nay um, nam kim tăng hơn ba phần trăm trong khi đó hoa sen với một cái mẫu hình tương tự nó chỉ tăng 1,55% mà thôi. Đấy. Và cái cổ phiếu tiếp theo của ngành thép chúng ta không thể không nhắc đến đó là cổ phiếu HPG Hòa Phát Cái cổ phiếu này là cổ phiếu có vốn hóa rất là lớn, cái lượng cổ phiếu ở trên thị trường rất là nhiều Vậy để đánh Hòa Phát lên thì nó sẽ cần rất là nhiều tiền đó Và trong cái thời điểm mà thanh khoản thị trường nó leo tèo chỉ hơn chục nghìn tỷ một phiên như này Thì chắc chắn là sẽ không thể đánh cổ phiếu Hòa Phát lên được Đó, đấy là cái điều em chắc chắn dám khẳng định Nên là anh chị nào mà chúng ta đánh ngắn thì chúng ta sẽ không tham gia vào cổ phiếu hòa phát à, đây là cổ phiếu chỉ dành cho những cái nhà đầu tư mà chúng ta cầm dài cũng như là chúng ta có đủ cái đánh giá về doanh nghiệp uh, trong cái vĩ mô đúng không ạ thì chúng ta mới có thể mua gom cái cổ phiếu này để chúng ta tích sản mà thôi chứ chúng ta không thể đánh ngắn cổ phiếu này trong thời điểm hiện tại anh chị nhá và một cái dòng nữa mà anh chị cũng khá quan tâm đó là dòng điện thì ngày hôm nay chúng ta có cổ phiếu NT2 tăng trần. NT2 là một cổ phiếu đánh khá là dị của dòng điện khi mà nó liên tục tăng trong khi những cổ phiếu khác nó không có tạo được cái mức tăng ấn tượng như là NT2. NT2 thì ngày hôm nay tăng trần 6,88% với cái thanh khoản nó không lớn lắm. Thì cái cổ phiếu này nó có tính đầu cơ khá cao và hiện tại chúng ta đã không còn điểm mua mất rồi. Vậy nên là chúng ta sẽ canh chốt lời dần khi cổ phiếu này lên. Còn những anh chị nào mà chúng ta muốn mua thì sẽ không mua được nữa anh chị nhá đấy thì chắc chắn cổ phiếu đánh vượt đỉnh như này thì chả có ai lỗ khi mà cầm cổ phiếu này cả đó vậy nên là chúng ta uh, sẽ canh chốt dần khi anh chị có thể thấy là cái nhịp trước n thứ hai đánh cũng rất là gắt đúng không ạ rất là gắt lên như này và đánh nó không thèm chỉnh luôn đấy thì những cái đợt đánh gắt như này thì nó cũng sẽ rơi rất là gắt đấy ba phiên nó rơi thì nó phải bằng mười mấy, mấy phiên nó tăng vậy nên là chúng ta cực kỳ cẩn trọng với những cổ phiếu mà nó đã có sự đầu cơ cao như này anh chị nhá đó, PC1 ngày hôm nay cũng đã có sự hồi phục khi mà nó rơi khỏi cái cái kênh song song này anh chị nhá. Rơi khỏi cái kênh song song này, anh chị có thể thấy là PC1 là cổ phiếu đánh rất là khó chịu và nó cuối cùng cũng nó nó cũng đã rơi khỏi cái kênh song song của nó với cái thanh khoản rất là lớn. Thì đây là một cái sự ra hàng chúng ta có thể nhìn thấy rõ và khi mà cái nhịp ra hàng thứ ba, đó là cái phiên ngày 19 tháng 9 nó cũng đã tạo ra một cái cây nến rút chân sau hai cái cây nến trước không có sự rút chân. Thì đây nó chứng tỏ được rằng có cái lượng cầu nó bắt đầu vào nó bắt đáy cái cổ phiếu này và nó đỡ cái cổ phiếu này ở cái đường MA50 đúng không ạ? Thường thì đường MA50 là cái đường ngưỡng đỡ của những cái tổ chức mà cầm cái cổ phiếu này. Đấy, thì cái, ngay tiếp sau đấy là một cái, cái nến ngày 20 tháng 9. Ngày 20 tháng 9 thì nó cũng đã có, có một cái, cái cái chân rất là dài và tạo một cái mức tăng rất tốt, tuy thanh khoản nó không được cao. Và cái phiên ngày 21 tháng 9 là cái phiên uh, ngày hôm qua chính là cái phiên mà chúng ta còn lưỡng lự cũng như là thị trường đang lưỡng lự về cái cuộc họp Fed, vậy nên là cái, 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 thanh khoản của nó thấp và nó không tạo được cái đà tăng, nó là điều dễ hiểu. Và ngày hôm nay thì cổ phiếu PC1 cũng đã có một cái cây hồi phục Uh, khá là đẹp nhưng mà thanh khoản hơi thấp chứng tỏ là cái lượng cầu uh, vào nó ít và cái lượng cung thì à, lượng cầu vào nó không được nhiều cũng như là cái lượng cung ra nó bán hàng ít. Vì sao? Vì rất là nhiều nhà đầu tư kẹt hàng ở trên cái vùng giá trên này, vùng giá 40 này anh chị này. Vùng giá 40 41 này. Đấy, khi mà cổ phiếu này nó rơi ba cây như này thì chắc chắn là không nhiều người kịp bán cũng như là tổ chức nó chưa có thể ra hàng được vậy nên là nó vẫn sẽ phải kéo lên để nó tiếp tục ra hàng vậy anh chị nào chúng ta kẹt cổ phiếu PC1 ở trên cái đường kênh song song này chúng ta sẽ đợi cổ phiếu PC1 lên đến cái vùng cản tiếp theo của nó là vùng 40 thì chúng ta chốt anh chị nhá chúng ta chốt dần ra đấy còn hiện tại những cổ phiếu này chúng ta sẽ không ưu tiên nắm giữ cũng như là mua mới ngoài ra có GEG -E đúng không ạ -E GEG của chúng ta ngày hôm nay cũng đã về đến cái vùng hỗ trợ đúng không ạ những cái vùng hỗ trợ ngày xưa mà có lượng cầu vào rất là lớn thì hôm nay PC1 cũng có một cái cây hồi nhưng mà nến không không được mắc đẹp nó vẫn có dâu và thanh khoản nhỏ thì hiện tại PC1 có một cái vùng cản đó là vùng giá 20 nếu anh chị làm chúng ta đang kẹt hàng thì chúng ta sẽ đợi đến cái vùng giá 20 này để chúng ta có thể ra bước hàng anh chị nhá và tuyệt đối trong cái thị trường đi xuống chúng ta không mua trung bình giá chúng ta chỉ mua uh, chung uh, chúng ta chỉ mua chơi đinh t không để hạ giá vốn anh chị nhá tức là chúng ta sẽ mua bán trong phiên ví dụ như cái cây ngày hôm nay khi mà PC1 ấy xin lỗi GG về đến cái vùng hỗ trợ của nó và thường về đến những cái vùng này nó sẽ có lượng cầu đi vào thì anh chị có thể mở mua vào phiên buổi sáng đúng không ạ, Thế để đến khi phiên buổi chiều khi mà cổ phiếu tăng được khoảng uh, gần một giá như này thì chúng ta sẽ bán sẵn cái lượng hàng uh, mà chúng ta đang cầm ra, tức là những cái lượng hàng mà chúng ta kẹp lỗ ấy, để cái giá, để cái giá vốn của chúng ta được hạ xuống, chứ chúng ta sẽ không mua và nắm giữ để trung bình giá anh chị nhé, nếu mà chúng ta mua nắm giữ để trung bình giá nhỡ nó rơi tiếp thì sao đúng không ạ, thì đấy là một cái khoản lỗ rất là to đúng không ạ và anh chị cần tuân thủ kỹ cái nguyên tắc cắt lỗ, quá 5% hoặc là đến 7% thì chúng ta phải cắt luôn. Anh chị đều biết là những cái khoản lỗ nhỏ thường nó đã những cái khoản lỗ lớn nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta đang cầm nắm những cái khoản lỗ nhỏ mà chúng ta không cắt. Vậy nên là cái việc đảm bảo về uh, cái tỷ lệ lỗ cũng như là chúng ta tuân thủ cái quy tắc cắt lỗ là một cái điều tối quan trọng trong cái thị trường chứng khoán mà anh chị cần phải nắm được kể cả những anh chị đã đầu tư lâu năm cũng như là những anh chị mới đầu tư anh chị nha chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ một cách triệt để đó không để không để lỗ nhiều không để kẹt lỗ và cũng không để cho cái tâm lý của chúng ta rơi vào cái trạng thái buông xuôi như thế chúng ta sẽ rất là chán nản và rời bỏ thị trường mà khi chúng ta chán nản và rời bỏ thị trường thì đấy là cái lúc thị trường tạo đáy và khi thị trường lên thì chúng ta lại tiếc đúng không ạ Vậy nên là anh chị cần lưu ý cái vấn đề này anh chị nhá Đấy là cái kinh nghiệm của em cũng như là của rất là nhiều anh chị trong room khách hàng của em cũng đã đều được trải qua trong cái năm uptrend vừa rồi cũng như là cái kỳ downtrend đầu năm nay diễn ra đến bây giờ. Đó. Thì một cái cổ phiếu điện nữa anh chị có thể tham khảo, tham gia nha anh chị nhá Đó, đó là một cổ phiếu Hà Đô. Hà Đô thì hiện tại nó cũng đã rơi đến về cái vùng giá thấp nhất là vùng giá 42 rồi và nó cũng đã có hai cái cây nến rơi rất là mạnh với thanh khoản cao thì tiếp tục đến cái cây nến thứ ba nó đã có cái lượng cung hàng vào đúng không ạ nó đã có cái lượng cung hàng vào là cái cây nến ngày 20 tháng 9 và cái cây nến tiếp theo là cây nến ngày hôm qua thì là cây nến của kỳ họp phép thì chúng ta không nói bởi vì nó không mang giá trị quá nhiều đấy và ngày hôm nay thì Hà Đô nó cũng mở gáp rơi cùng với thị trường về đến cái vùng giá là 42.6 và ngay lập tức đến cuối phiên nó đã có một cái lượng cầu vào rất là lớn để đẩy cổ phiếu tạo thành một cái cây nến pin ba như này cái nến pin ba xanh này đó chứng tỏ là cái lượng cầu vào ở cái vùng này nó rất là dồi dào vậy nên là anh chị có thể mua được HDG ở cái vùng giá 44 cũng như là 45 anh chị nhá thì cái vùng cản tiếp theo của HDG nó là cái vùng này nó là cái vùng giá 46 47 này thì ngày hôm nay em cũng đã cho các anh chị trong room em mua cổ phiếu HDG ở vùng giá 44 và target đầu tiên là cái vùng giá 447 đấy 47 lên 47 là chốt khoảng tầm 3 giá thì anh chị hoàn toàn là có thể tham khảo cổ phiếu HDG anh chị nhá đó. còn những cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay thì đâu đó nó cũng không có cái sự quá là đặc biệt khi tăng nhiều nhất là khoảng hơn hai phần trăm với cổ phiếu vib đó và cái cổ phiếu một cổ phiếu nữa là pg bank em nhớ không nhầm đúng không ạ pg bank đâu rồi à, pg bank đây pg bank à, PGB, đúng không? pg bank thì ngày hôm nay nó cũng tăng hai phẩy chín phần trăm đấy và anh chị có thể nhìn thấy những cái đồ thị như cổ phiếu cổ phiếu PG Bank này thì chúng ta sẽ không tham gia được rồi, bởi vì đây là những cái uh, cổ phiếu mà nó vẽ đồ thị rất là nhiều. Đấy, đồ thị nó không nó không nó không đạt được một cái hình dạng cũng như là cái trạng thái bình thường của một cổ phiếu và cái thanh khoản nó đều là không có, rất là ít. Đấy, những cổ phiếu này chúng ta tuyệt đối là không nên tham gia anh chị nhá. Đấy, tuyệt đối không nên tham gia. Ok, đấy thì chúng ta cũng đã từng đã cùng điểm qua những ngành chứng nhóm ngành chứng khoán này, nhóm ngành thép này, nhóm ngành điện này, nhóm ngành đầu tư công đúng không ạ? Dệt may thủy sản thì sao? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ sang một chút dệt may thủy sản. Đầu tiên là cổ phiếu ANV, cổ phiếu Nam Việt. Thì anh chị cũng có thể thấy là rất là nhiều cổ phiếu hiện tại nó về đến cái vùng hỗ trợ của nó theo đúng cái mẫu hình này và nó bật lên. Đó, thì anh chị đây là một cái kinh nghiệm cho anh chị nhá. Đấy, khi mà cổ phiếu mà nó về đến cái vùng hỗ trợ khi mà uh, cái vùng này anh chị có thể thấy những cái nhịp trước nhá, nó có những cái lượng cầu lên rất là lớn này. Lượng cầu lên này, lượng cầu lên này, đấy thì chắc chắn là về những cái vùng này thì lượng cầu nó sẽ vào thì chúng ta sẽ tiến hành mua ở những cái thời điểm mà cổ phiếu đấy nó về đến vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ đánh theo kiểu là chơi đinh t cộng t 2,5 đến t 3 đấy hầu như là tầm 60 đến 70 là có lãi đó và hôm trước em cũng cho các anh chị bên em bắt nam kim bắt nam kim ạ bắt nam kim ở cây này đúng không ạ bắt năm kim ở cây này thì ngày hôm nay nó cũng đâu đón ông rơi vào khoảng được tầm 5 và PVD đúng không ạ? PVD ở cây này. Đây, PVD ở cây này thì hôm nó nó cũng được khoảng đâu? Đâu đó khoảng tầm 10% rồi ạ. 10% tính đến thời điểm chốt lời ngày hôm nay anh chị nhá. PVD ạ, à? PVC đúng không ạ? PVC cũng vậy. Đấy, PVC em cũng cho bắt ở cây này và hiện tại có mỗi PVC là lợi nhuận thấp nhất, nó rơi vào khoảng tầm 3 đến 4% thôi. Đấy, thì chị lưu ý nhá, đấy là cái kinh nghiệm của chúng ta khi mà uh, khi mà chúng ta mua ở những cái pha tích lũy hoảng loạn đấy chuẩn là tích lũy hoảng loạn anh chị nhé còn nói bắt đáy thì nó không phải bởi vì chúng ta không biết đâu là đáy của cổ phiếu cũng như thị trường cả vậy nên là trong những cái pha mà bị mà thị trường cũng như là cổ phiếu bị bán tháo hoảng loạn thì hoàn toàn là chúng ta có thể tham gia vào mua với tỷ trọng nhỏ để chúng ta kiếm lợi nhuận đó thì ngày hôm nay thủy sản cũng có ism đúng không ạ ism nó cũng đã đang dao động trong cái biên này cái biên này và nó đi trên cái nền uh, giá là 16 thì hiện tại là để tham gia thì em không khuyến nghị tham gia nhóm ngành này anh chị nhá. Đấy, Thủy sản hiện tại không không khuyến nghị. Có chăng là những cái nhóm ngành ví dụ như là bán lẻ chúng ta sẽ kỳ vọng trong cái quý 4 đúng không ạ? Hiện tại nhưng anh bán lẻ thì nó đang nó đang chững lại. Nó không có cổ phiếu nào quá nổi bật trong cái nhóm ngành bán lẻ này cả. Khi mà MWG đang rơi về những cái vùng hỗ trợ dưới của nó, khi mà nó tăng rất là thốc như này rồi. Đấy, cái đà rơi của nó thì vẫn chưa chưa có dấu hiệu uh, tạo uh, tạo đáy cũng như là chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Đấy, thì chúng ta không tham gia anh chị nhá. À, ngoài uh, MWG ra thì chúng ta có DGW đúng không ạ? Công ty Thế giới số. Thế giới số này thì uh, bọn này thì nó nó bán điện thoại với lại uh, TV cũng như là tủ lạnh. Thì hiện tại cái kỳ vọng của nhóm anh này về quý 4 là sẽ cái cái mức uh, cái mức tiêu dùng bán lẻ của người dân Ờ, cái vào cái dịp cuối năm nó sẽ là có nên là kỳ vọng lợi nhuận nó cũng sẽ là có nhưng mà em đánh giá là không nhiều em đánh giá là không nhiều anh chị nhá và về cái yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu thì những cái nhóm ngành này nó cũng đã đang dao động trên cái vùng cản với một cái biên rất là lỏng cũng như là nó xuất hiện những cái cây lên bán rất là nhiều đấy và nó chưa hình thành những cái nền nào quá là tin cậy để chúng ta có thể tham gia vậy nên là không thể tham gia vào những cái cổ phiếu này ngoài uh, MWG DGW thì chúng ta có thêm FRT đúng không ạ cổ phần bán lẻ FPT thì cổ phiếu này chúng ta cũng sẽ không tham gia bởi vì nó vẫn hiện vẫn đang dao động trên một cái vùng cản và dao động với biên rất là lỏng đúng không ạ cái cung cầu ở đây nó đang rất là rất là loạn bởi vì những cái cây nến có xuất hiện những cái nến bán rất là dài đúng không ạ nhưng mà cái cây nến hồi phục lại rất là ngắn chứng tỏ cái lượng cung còn rất là nhiều vậy nên chúng ta hạn chế tham gia vào những cổ phiếu này anh chị nhé đấy còn một cổ phiếu nữa Chắc khá khẩm hơn đó là PNG. PNG thì vàng mặt trang sức đúng không ạ? Kẻ to ra thì nó đang dao động trong cái biên này. Đấy, nhưng mà hiện tại thì cũng không nên tham gia. Khi mà nó chỉ là đang hồi phục về những cái vùng cản của nó, cũng như là cái nến anh chị có thể thấy rất là xấu. Cái phiên ngày 10 16 tháng 9 này PNG đánh lên rất là gắt đúng không ạ? Lên lên đánh lên từ bao nhiêu 111 lên đến 115, năm giá. Đấy, nhưng mà cuối phiên thì nó lại về 112, 113. Vậy nên là đây là một cái lượng cung rất là lớn. Khi mà PNG nó đã kéo lên đến cái vùng này để nó test lượng cung rồi thì lập tức là nó bị bán ngược trở lại. Đấy, thế nên là cái hành trình để mà lên cái vùng giá 115 này nó sẽ còn rất là dài. Vậy nên là chúng ta không nên tham gia mà kể cả chúng ta tham gia thì chúng ta chỉ tham gia ở cái vùng nền của PNG mà thôi. Còn hiện tại nó đã nó đã ở giữa nền và kháng cự rồi thì chúng ta sẽ không tham gia nữa rủi ro bị lỗ là rất cao. Đấy. Đấy thì nhìn chung là thị trường của ta nó có những cái nhóm ngành đó nổi bật thôi, còn những cái nhóm ngành khác thì hiện tại chưa có cái gì kỳ vọng cũng như là nó chưa có cái gì nổi bật về dòng tiền và cũng chưa được dòng tiền quan tâm nhiều. Thì em sẽ tổng kết lại chung về cái xu hướng của thị trường. Thì thị trường của ta cũng đã tạo hai cái đáy nhỏ. Ở đây anh chị có thấy là ngày 19 và ngày 22 tháng 9 thì thị trường của ta đã xác nhận tạo một cái hai cái đáy nhỏ ở đây và rất là Uh, rất là trùng hợp với cái 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 giai đoạn này của thị trường đúng không ạ? Cái giai đoạn uh, tháng 7 này. Đấy, thì anh chị uh, chúng ta sẽ cùng theo dõi thị trường nhé Khi mà thị trường của chúng ta cũng có một cái cây giống như ngày cây 23 tháng 6 là cái cây giống ngày hôm nay và tiếp theo thị trường sẽ hồi phục khoảng tầm 1 2 3 phiên và sau đó đi ngang rồi quay trở lại test cái vùng dưới nhá. Thì cái vùng dưới mà thị trường test ở thời điểm tiếp theo em cũng sẽ Uh, mong chờ đó là cái vùng 1190 khi mà thị trường về lấp cái gap mà thị trường đã mở trước đó mà hiện tại là chưa lấp được trong bốn phiên hôm nay vậy nên là hiện tại thì chúng ta sẽ không mua được anh chị nhá hiện tại chúng ta sẽ không mua được nữa anh chị nào mua thì chúng ta sẽ mua cái phiên ngày 19 hoặc là cái phiên ngày hôm nay là ngày 22 thôi chứ chúng ta sẽ không mua được ở những cái phiên tiếp theo nữa khi mà chúng ta chưa đoán biết được xuống của thị trường đấy mà để đoán định được cái xuống thị trường để xác nhận được xuống thị trường thì chúng ta sẽ cần chuỗi các phiên tăng cũng như là chuỗi các phiên giảm thì lúc đó thị trường mới xác nhận xu hướng anh chị nhé còn hiện tại một hai phiên mà nó chưa rõ như này thì hiện tại chúng ta sẽ chưa xác nhận được cái xu hướng của thị trường nó sẽ đi về đâu vậy nên là chúng ta sẽ biết là uh, chúng ta sẽ đoán một vài phiên nữa là nó sẽ đi theo cái kịch bản cũ là tăng hồi sau đó quay về điều chỉnh đã chứ hiện tại để mà vẽ ra xu hướng tiếp theo của thị trường thì rất là khó chưa có một cái khẳng định nào cũng như là chưa có chuỗi các phiên nào để chúng ta có thể làm căn cứ đó ok thì cái video của em cũng xin kết thúc ở đây thì cảm ơn anh chị cũng đã dành thời gian ra để theo dõi video và anh chị nào mà mới xem thì có thể cho em xin một like cũng như là một uh, nút đăng ký để em có thêm động lực làm video anh chị nhá và em cũng xin chúc anh chị một cái phiên giao dịch ngày mai phiên đóng đến tuần chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu hợp lý để chúng ta ra vào cũng như là có những cái điểm cắt lỗ cũng như là điểm chốt lời phù hợp anh chị nhá ok xin chào anh chị bye bye